Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hacom và lại là mình, Hải Linh đây. Và đã 6 tháng kể từ ngày mà Intel cho ra mắt Core i7-14700K, nó được đánh giá là tâm điểm của CPU Intel thế hệ thứ 14. Vậy thì sau 6 tháng thì liệu nó còn đáng mua hay không và nó có những ưu điểm, nhược điểm gì thì chúng mình sẽ cùng nhau mổ xẻ ở phần sau của video nhé. Thì i7-13700K sẽ có 8 loại P và 8 loại E, nhưng mà ở i7-14700K thì sẽ được tăng cường thêm 4 loại E nữa. Thì đương nhiên điều này sẽ giúp tăng hiệu suất, tăng tốc độ xử lý cũng như là tăng hiệu suất đa lường hơn đáng kể so với các dòng chip tiền nhiệm. Không chỉ nâng cấp về số lượng nhân, xung nhịp của cả hai loại nhân này thì cũng đều được tăng. Với i7-14700K thì sẽ có xung út của loại P lên tới là 5.6GHz, giúp cái hiệu năng đa nhân của nó cải thiện hơn rất là nhiều. Như các bạn thấy thì con chip Intel Core i7-14700K này cực kỳ ấn tượng với điểm hiệu suất cao này. Kết quả test điểm Blender cũng thật sự tốt với mức điểm là 142,78, cao hơn hẳn so với chip Ryzen 7 7800X3D về hiệu năng đa luồng. Nếu mà nhận xét về năng lượng và tản nhiệt thì chip Intel Core i7-14700K sẽ tỏa nhiệt cao hơn trong cái khoảng thời gian sử dụng và tiêu thụ nhiều điện năng hơn. Sau những đánh giá vừa rồi thì tính đến thời điểm hiện tại, đây được coi là nhà vô địch trong thế hệ Core i7 luôn. Và nó là một cái phiên bản được cải tiến và được nâng cấp đáng kể so với các dòng chip i7 tiền nhiệm. Và bên cạnh những ưu điểm hay là những đánh giá cao vừa rồi thì đương nhiên i7-14700K này cũng sẽ có một số những nhược điểm. Ví dụ như là khi mà bọn mình sử dụng ý, thì nó sẽ khá là nóng, nên là các bạn hãy đảm bảo là bộ PC của mình sẽ đủ hệ thống tản nhiệt để sử dụng nhé. Tổng kết lại thì i7-14700K vẫn đang là một con chip cực kỳ thú vị của nhà Intel. Nó có số lõi vượt trội này và có hiệu năng xử lý mạnh mẽ và cực kỳ phù hợp để chiến game bởi nó cung cấp đầu ra FPS khá là cao đấy. Và lời khuyên của mình thì con chip này sau 6 tháng kể từ khi ra mắt thì nó vẫn cực kỳ đáng mua nhé. Và đó là Core i7-14700K. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì liên quan đến sản phẩm này, hãy comment bên dưới để bọn mình giải đáp nhé. Còn bây giờ thì bye bye!